dì ghẻ Quỳnh Trang còn cơ hội sống khi rút đơn kháng cáo hay không? Theo thông tin từ phía luật sư, sau khi dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo, thì cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, trong 7 ngày, Trang có quyền xin Chủ tịch nước ân giảm. Theo đó, Nguyễn Võ Quỳnh Trang tự nguyện viết đơn rút kháng cáo. Trong đơn, người phụ nữ 28 tuổi cho rằng đến giai đoạn xét xử phúc thẩm, bản thân cảm thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân. Trước đó, ngày 30 tháng 1 năm 2022, Trang có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mức án tử hình về tội giết người và hành hạ người khác do cấp sơ thẩm tuyên phạt là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Với sự kiện pháp lý trên, đồng nghĩa với việc Nguyễn Võ Quỳnh Trang chấp nhận mức án tử hình. Vậy Trang có còn cơ hội sống nữa hay không? Liên quan tới vấn đề trên, theo quy định tại Điều 342 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo. Việc rút kháng cáo trước khi mở phiên tòa thì phải lập văn bản, thông báo và gửi tòa án xét xử phúc thẩm. Tòa án xét xử phúc thẩm có trách nhiệm thông báo cho viện kiểm sát, bị cáo và những người liên quan đến kháng cáo biết việc rút kháng cáo. Việc rút kháng cáo tại phiên tòa xét xử thì ghi biên bản phiên tòa và được nhận định trong bản án. Như vậy, sau khi Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đơn rút kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, tòa án sẽ ra thông báo đến các bên theo quy định. Theo quy định tại Điều 348 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, Tòa án cấp phúc thẩm, tức Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đình chỉ việc xét xử phúc thẩm đối với phần liên quan tới bị cáo Trang. Việc đình chỉ xét xử phúc thẩm trước phiên tòa là do thẩm phán chủ tọa phiên tòa quyết định. Trong vụ án này, bị cáo Trang không bị người khác kháng cáo liên quan tới hành vi của mình và không bị kháng nghị. Do đó, sau khi bản án sơ thẩm sẽ có hiệu lực pháp luật và được thực thi ngay. Theo quy định tại điểm D, khoản 1, điều 367 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, đối với những vụ án có mức hình phạt cao nhất là tử hình, thì trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước. Như vậy, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28 tháng 4 sắp tới, tòa phúc thẩm sẽ chỉ xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bé NTVA đối với Nguyễn Kim Trung Thái là cha ruột của bé VA. Vậy, nếu quá trình xét xử hành vi của Nguyễn Kim Trung Thái, hội đồng xét xử tuyên hủy án sơ thẩm thì có ảnh hưởng đến bản án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang hay không? Về vấn đề này, theo khoản 1, điều 358 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm trong trường hợp: thứ nhất, có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc để khởi tố, điều tra về tội nặng hơn, tội đã tuyên trong bản án sơ thẩm. Thứ hai, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Thứ ba, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra truy tố. Như vậy, nếu có việc hội đồng xét xử hủy án thì hủy toàn bộ bản án, nên phần án liên quan đến Nguyễn Võ Quỳnh Trang cũng sẽ bị hủy và được điều tra truy tố, xét xử lại từ đầu trong cùng một vụ án. Thời gian tạm giữ, tạm giam, chấp hành vẫn được giữ nguyên và sẽ cấn trừ sau.